Vâng, xin kính chào tất cả bác. Video này bên em sẽ đưa tất cả bác tới một nơi bán đồ âm thanh lớn nhất Sài Gòn, đó chính là chợ Nhật Tảo nhé. Ở đây thì được bày bán rất là nhiều những thiết bị âm thanh, những phụ kiện âm thanh như là loa bán, loa chép và các dòng dây tính tín hiệu bán rất là nhiều ở đây. Đặc biệt ở đây cũng có rất là nhiều anh em hàn nghề sửa chữa này. Các bác có thể xem được có một bác đang hàn vị mặt điện tử nhé. Và đây là những chiếc bát rời, bát nhập và phần lớn sản phẩm ở đây thì được nhập 100% là ở Trung Quốc nhập về nhé và những dòng dây tín hiệu ở đây thì phần lớn là những dòng dây tín hiệu rẻ tiền những dòng dây nó đáp ứng được chất lượng tầm trung thôi nha các bác và các bác có thể xem được ở đây thì được bán rất là nhiều những chiếc loa những chiếc ampli và những con men con đại cũng bán cực kỳ là nhiều ở đây em đi qua một cửa hàng chuyên bán phụ kiện âm thanh như là những tay mít của những con loa kéo, loa sắt tay và loa di động được bán rất là nhiều với đa dạng mẫu mã và cũng như là chất lượng và giá cả của nó khác nhau. Đây, đây là những chiếc bát rời nha các bác và những bác nào có cơ hội có dịp ghé qua chợ Nhật Tảo thì mình dừng chân lại, mình có thể tham quan, có thể mua sắm những mặt hàng ở đây tại vì ở đây rất là đa dạng mẫu mã, đa dạng những cái món hàng để cho tất cả bác cùng lựa chọn nhé.